Hải đang phi xin chào bạn. Sau đây Hải đang xin hướng dẫn các bạn chế đèn 90 giờ thích hợp với ngọn phao các bạn bị hỏng hỏng đèn LED này. 90 giờ các bạn chế đèn 90 giờ vào thích hợp cắm vào ngọn phao của các bạn câu một thời gian các bạn hỏng ngọn đèn LED này. Đây. Đây các bạn bỏ phần cánh nha. Đây, tháo bỏ phần cánh nha. Các bạn gọt cái này đi. Gọt hẳn cái đèn LED này đi. Vì nó hỏng rồi, tận dụng lại ngọn cũ. Gọt đi tầm khoảng 1 phân 1 cm. Các bạn có thể lấy giáp giáp qua đi, giáp giáp nhọn đi. Đây. Đây giáp. Đây là cái máy điện nhưng mà chế thành cái máy mài luôn cho các bạn. Các bạn cứ mài nhọn nhọn đầu đi. Chế làm máy cho nhanh, mài tay thì cũng mài được thôi các bạn. Đây, mài nhọn này. Để tạm đây. Đấy. Đây là chân cắm phao các bạn nhé. Đấy, các bạn cắt đi. Cắt đi lấy được một đầu to ở trên thôi. Cắt. Đầu này vẫn tận dụng cắm phao được, phao nhỏ vẫn cắm được. Cắm cái này chặn cánh phao này các bạn có chắc thay luôn gioăng luôn cao su này luôn các bạn nhé. Chặn đút cánh phao à, phao tiếp đến là các bạn cắp một cái nữa để đầu trên. Bạn lấy chân loại to nhất nhé, chân cắm phao loại to nhất các bạn dùng, bé này dùng nó. Cắm xuôi xuống. Cắm này thì phao thoải mái, chặn thoải mái, các bạn di chuyển hai đầu chân cắm thoải mái. Tiếp đến là cái hạt, cái chân cắm đầu phao đèn dùng cho cắt đi một ít, bạn luồn vào đây. Gọt tí keo xong đẩy xuống.
Bây giờ bạn đẩy cái này xuống. Sao cho chụp được cái đầu đen này thì nó càng có độ bám chắc. Hơi chắc, nhỏ tí keo. Đầu này bị tít này. Chấm tí thôi các bạn. Cánh các bạn lắp đèn 90 giờ vào. Ánh đèn 90 giờ này thì nó ổn định hơn là những cái dòng đèn led kia. Đấy kia led cũ này. Dây giếc nó hay bị chập chờn, đánh cứ ở trên bờ không sao nhưng mà xuống dưới nước. Đấy. 90 giờ đấy. Bạn chấm tí keo vào đầu này. Tí nó không cần nhiều. Gọi có. Các bạn cắm vào. Cắm vào dính chắc là được. Lắp đèn các bạn xem. Không phải vứt đi cái ngọn phao mà bạn vẫn có đèn để dùng. Đèn led này sáng nó chỉnh. Các bạn đừng cắm sâu quá để cái này nó có độ đàn hồi thì càng độ bật này thì đèn nó càng đỡ va đập, nó bị có va đập đâu thì nó đỡ. Rồi các bạn đẩy ngược này lại. Muốn chết thì chết, vẫn quay. Đẩy xuống một tí. Rồi này cánh quay. Rồi Hải Đăng Fishing đang hướng dẫn các bạn chế cái ngọn phao cũ hỏng của dùng cho câu đêm, các bạn chế thích hợp với đèn led 90 giờ các bạn câu đêm. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.